huấn luyện viên tuyển Pháp không thể chấp nhận và dung thứ cho Yuma. Trung vệ quốc Yuma sẽ tạm thời bị loại khỏi tuyển Pháp sau vụ lùm xùm ngược đại mèo. Tôi ngạc nhiên vì hành động của Yuma không thể chấp nhận và dung thứ cho cậu ấy. Đó là sự tàn nhẫn, Football London dẫn lời huấn luyện viên Deschamps. Đó là hình ảnh gây sốc và khó có thể bỏ qua. Với những cầu thủ từng gặp vấn đề trong quá khứ Scandal PV, tôi từng không triệu tập trong một thời gian. Tôi sẽ không thay đổi cách làm việc trong đợt tập trung đội tuyển tiếp theo, huấn luyện viên Deschamps tuyên bố. Yuma là tâm điểm trên các mặt báo thể thao châu Âu trong một tuần qua. Trước đó, một đoạn video ghi lại cảnh Yuma sút bay một con mèo rồi cười khóa chí cùng bạn bè. Sau đó, con mèo này bị cựu cầu thủ Chelsea tác. West Ham đã phạt Yuma 2 tuần lương, tương ứng 250.000 bảng. Toàn bộ số tiền này sẽ được quyên góp cho các tổ chức bảo vệ động vật. Cầu thủ này cũng phải giao hai con mèo đang nuôi lại cho Sparker tổ chức bảo vệ động vật Anh. Yuma bị nhãn hàng thể thao Adidas các hợp đồng. Một thương hiệu khác đã chấm dứt hợp đồng tài trợ West Ham vì sự cố của Yuma. Huấn luyện viên David Moy vẫn xếp Yuma đá chính trong trận West Ham thắng Watford 1-0 hôm 9 tháng 2 tại Premier League. Sự lựa chọn của Moy khiến ông bị chỉ trích dữ dội. Tuy nhiên, Moy nhấn mạnh ông chỉ đang làm đúng công việc của huấn luyện viên. Yuma thường xuyên được triệu tập lên tuyển Pháp trong hai năm qua. Anh ra mắt tuyển Pháp từ 2015, đến nay khoác áo 11 trận Bleus. Cựu trung vệ Chelsea chỉ là phương án dự phòng của huấn luyện viên Dislams ở vị trí trung vệ, sau Rafael Varane พระโนรกิมเปมวาไดโอดอปาเมิกาโน